sao lũy tre, lũ chim trên cành đang chuyền cây liễu lo, nếm thơm đồng đầy mâm quà ra sen ngát hương. Mỗi mai đi đầu nè ô kìa tân làng đó, đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đón dâu, gái trai trong làng chúc mừng nguyên ương đó em. Rộn ràng đầy rượu mừng, trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông Mai, đàn trai cười vui rước nhau. Kia kia còn thêm phong, xinh xinh là cô dâu, tân lang ngóng chờ tân hương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu, và cặp bông tai, hạnh phúc tròn đời. Được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng
hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật đúng là dù ai cho bạc cho vàng cũng không bằng thấy mặt chàng hôm nay, mà dù ai trao nhẫn trao đeo tay cũng không đẹp bằng cô dâu lúc này. Và bây giờ một lần nữa xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng đứng lên để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho bà trẻ trong buổi sáng nay. Kính thưa toàn thể hốt trường, trải qua bao ngày tháng đầy chờ mong, khi chú rể Ngọc Linh của chúng tôi một mình treo lái con thuyền tình của mình lênh đênh đi khắp đại Tây Dương, cuối cùng cũng đã dừng ở bến đầu cô dâu Minh Chi trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy cho phép tôi được nói rằng, cô dâu Minh Chi phố tôi, chú rể Ngọc Linh cũng chẳng xa xôi gì, cách nhau chỉ có nửa tiếng đường đi, thế mà mấy chục năm đi mới tường. Chú rể Ngọc Linh có trái tim hồng, thế mà hơn hai chục năm dòng nay mới được sánh đôi. Còn cô dâu Minh Chi thì là em gái nhà tôi, tính tình hiền hậu, nại nàng người, nết na. Hai bạn tình thuận, ý hòa, đẹp lòng cô bác mẹ cha đôi đằng. Hôm nay vui khắp phố phường, chúc cho đôi bạn vững vàng trăm năm. Tiếp buổi lễ phu quy gần bà trẻ chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay nào cho. Đông vui cho vòng cưới buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, nhà gái của chúng tôi có lời nói rằng, sân tôi chật những tâm lòng rộng mở, mến cô dâu yêu chú rể thêm đông, kính mong hai họ cảm thông, ta đến đám cưới để chúc mừng cho đứa đôi. Mà sân nhà thì chỉ có thế thôi, khéo đứng, khéo ngồi, ta vẫn cứ vui. Mà vui từ trong ngõ vui ra, vui từ ngã bảy, ngã ba vui về, vui đồn đến tận Mào Khê cũng chúc con trai đầu lòng, mà vui ra đến tận Hải Phòng, Hải Phòng cũng chúc đầu lòng con trai. Và nếu là cháu trai thì riêng tôi xin chúc giống Bôn Linh cái mắt cái tai, và giống mẹ Chi đôi má đúm đồng tiền thật là dễ thương. Tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, các ông bà, đại anh chị em của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thích của hai cháu có mặt đông đủ tại đây hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu Ngọc Linh và Minh Chi. Được sự đồng thuận chấp thuận của hai bên gia đình, hôm nay gọi nhà trai chúng tôi xin có cơi trầu kính dâng gia tiên gọi nhà gái, và xin được đón cháu Chi về làm dâu làm con trong gia đình chúng tôi, làm cháu trong dòng họ cô Chi Linh của chúng tôi. Và đã được gia đình ông bà nhận cơi trầu xin dâu của gọi là trai chúng tôi. Minh Chi một nụ cười nở như hoa đào ngày xuân. Vậy bắt đầu mở đầu trang văn nghệ chúc phúc hạnh phúc của bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giọng ca của em gái Hồng Ánh với một làn điệu dân ca quan họ được mang tên Lóng Ánh Đúng Điếng, xin được gửi tới toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thank you.
bắt người lóng lánh vì sao trên trời, thức dậy chờ lóng lóng người ơi, lúc đi nào lúc đi, mỗi người lúc đi có đôi đồng tiền, cứ chờ muốn hết đêm khuya. Uyên ương nên chồng nên vợ tình thương dạt dào. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một bác đại diện cho phái đoàn nhà gái sẽ lên phát biểu và làm thủ tục trao dâu nhận rể. Xin được trân trọng kính mời bác. Bạn bè của hai gia đình cũng như hai cháu trải qua một thời gian dài tìm hiểu được sự nhất trí của hai bên bố mẹ cũng như sự đồng thuận của hai cháu đã quyết tâm xây dựng hạnh phúc chăm nói với nhau lai gia đình nhà trai và nhà gái được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hai địa phương gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình nhà gái chính thức trao cháu Ly trở từ đây sẽ về làm dâu con các cụ các ông các bà bên gia đình nhà trai và cũng thay mặt gia đình nhận cháu Linh kể từ giờ phút này sẽ về làm con rể cũng như con cháu trong gia đình nhà chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà nội của cô dâu Minh Chi cũng sẽ lên trao quà chúc phúc cho hai cháu trong buổi sáng ngày hôm nay. Từ người bà sẽ gửi tới hai bạn và cũng không quên nhắn nhủ chúc phúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng kính mời. Chúc đông đủ mọi người đã có mặt đông vui tại đám mừng của gia đình và nhà gái của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta biết gì chúng ta được chứng kiến Trung Quốc bà nội của tôi Minh Chi đang là cũng là một trong những món quà vô giá trị không gì có thể mua được trong ngày hội hạnh phúc lứa đôi của cô dâu Minh Chi và chú rể Ngọc Linh. Vâng, và những chiếu tay thật lớn của quý vị đâu ạ, không nổ thật to thế nào để cùng chúc phúc cho trẻ được không ạ? Vâng, xin được cùng chúc với cô dâu chú rể một kiểu hạnh lưu niệm để chúc phúc cho hai cháu trong buổi sáng ngày hôm nay.
bố mẹ của cô dâu Minh Chi cũng sẽ lên trao quà chúc mừng cho hai con. Đôi má hồng về nhà chồng tung bay sang pháo
trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng. Được thông báo của gia đình nhà trai. Vâng, hiện nay đã đến giờ tốt lành để hai bên gia đình cùng toàn thể các vị khách quý sẽ cùng trở ra hôn trường của nhà hàng Việt Tiên Sơn để dự bữa tiệc thân mật với gia đình chúng tôi trong ngày đại lễ trăm năm hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời sự hiện diện của cô dâu và chú rể sẽ cùng bước ra sân khấu để cùng ra mắt toàn thể hội hôn. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quan viên hay họ cùng toàn thể quý vị khách quý, bạn bè nam nữ thanh niên sẽ cùng với hai bên gia đình
sẽ ra hôn trường tại nhà hàng Việt Tiên Sơn Sao Đỏ Chí Linh để dự bữa tiệc ẩm thực với gia đình chúng tôi trong ngày đại lễ trăm năm hôm nay. Sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vui, niềm vinh dự lớn nhất cho gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên nương sánh đôi, lễ giao mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Dùng tiếng cười ấy thương quá vui, rượu thơm nồng nắm ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu vĩnh trời. Ngày khăn đấm đội tóc, ngày đôi phút mộng mới chiếc áo dài, cả nhiều hoa tiệc cưới mừng viên nương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy nhà. Dòng tiếng cười ai vui quá vui, rượu thơm nồng nắm ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vĩnh trời. Này khăn đấm đội tóc, này đôi khúc mộc mới chiếc áo dài, cả nhiều hoa tiếng cười vui quá
em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngại chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là chủ nhân của chương trình Đại lễ Thành Hôn, chương trình đại tiệc ngày hôm nay. Và ngay sau đây là những giây phút trang hoàng nhất mà toàn thể quý vị đang mong đợi. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng tạm dừng những phút và hướng về phía tường của đại tiệc và cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện hai bên gia đình. Và phút đang dần về, chúc phúc hạnh phúc của cặp cha cặp mẹ. Và ngày hôm nay chính thức là ngày dựng vợ đạt chồng cho các con. Hai người đồng lớn nhất trong bánh vào ngày hôm nay, và đại lưu toàn thể quý vị một lần nữa tạm dừng những phút và hướng về hiện tượng của đại diện để cùng chào đón hai nhân vật chính. Và đại diện toàn thể quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể Ngọc Minh và cô dâu Minh Chi. Chưa là tiệc tình không hạnh phúc, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên chung. Kính thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là sự hiện diện cặp đôi của chúng ta, chú rể Ngọc Linh, cô dâu Minh Chi cùng đại diện hai bên gia đình. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đứng cạnh chú rể Ngọc Linh lúc này, đại diện gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Tô Văn Sang và bà Nguyễn Thị Nhắc. Và đứng cạnh chú rể cô dâu Minh Chi lúc này là đại diện gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Duy Trinh và bà Nguyễn Thị Chính. Và để cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng mời cô dâu chú rể cùng đại diện hai bên gia đình sẽ cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Và đề nghị quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2019, tức ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Tại trung tâm tiệc cưới Nguyễn Tiên Sơn, hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức chương trình đại tiệc, chương trình đại lễ thành hôn. Và đây là những giây phút thiêng liêng nhất. Cho phép Tuấn Hưng xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại tiệc, chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc chú rể Ngọc Minh, cô dâu Minh Chi chính thức được bắt đầu. Để chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể ngày hôm nay, thưa quý vị, và đây là những giây phút hào hoa nhất, những giây phút hạnh phúc nhất của chú rể Ngọc Linh và của dâu Minh Chi được đón tiếp sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đã dành những tình cảm để chúc phúc hạnh phúc cho cô dâu chú rể, và đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho tình thông gia của hai gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và để cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách, và sau đây chúng tôi xin trân trọng mời ông Tô Văn Sang sẽ đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu cảm ơn và khai tiệc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em, quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai mặt chúng tôi là Tô Ngọc Linh và Trần Thị Minh Chi. Hai gia đình chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè, quan viên hai họ cùng toàn thể các vị khách quý đã đến dự chung vui cùng gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Sự hiện diện của các ông, các bà, quý vị kính mến đã đem đến một không khí gần gũi, ấm áp, và đó là tạo một sự động lực
tạo nguồn khơi gợi xây dựng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Thay mặt hai gia đình, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, anh em quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc quý vị có một bữa cơm thật ngon miệng và ấm cúng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và vừa rồi là những lời mời đến từ hai gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và để minh chứng cho cái chuyện tình yêu của chú rể Ngọc Linh và cô dâu Minh Chi, và sau đây chúng tôi xin trân trọng mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay tiến tới các bánh tình yêu, sẽ thưởng thức các phần bánh ngọt ngào và yêu thương trong ngày cưới. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, bánh trong ngày cưới tưởng tượng cho sự trắng trong, tình tiết. Chú rể Ngọc Linh, cô dâu Minh Chi đã cùng nhau tay trong tay, cùng nhau chung sở trì hầu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển sang tay phải của sân khấu, và cùng đến với các đôi tình yêu sẽ tiếp tục hai những điều rượu sâm anh. Ly rượu, ly nước ngọt trên bàn của mình ra. Và ít phút nữa thôi, cả gia đình chúng ta sẽ cùng dâng những tiếng rượu thật to, thật lớn để chúc. Kính thưa quý vị, hát đi trong ngày cưới, biểu tượng cho sự vững mạnh và trường tồn. Dâu rượu đỏ tượng trưng cho sự máu và con tim đang hòa mình vào nhau, và trọn đời thủy chung. Còn khách, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng rót những ly bia, ly rượu, ly nước ngọt trên bàn của mình ra. Và ít phút nữa, cả gia đình chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc của dâu chú rể ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đứng về sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin trân trọng mời cô dâu và chú rể sẽ cùng hướng vào nhau, trao đổi nhau kỷ vật kỷ niệm nhất của cuộc đời, chiếc nhẫn cưới, chiếc vòng cầu hôn. Xin mời cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng chúc phúc hạnh phúc cho đôi bạn bè của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bạn bè hai bên cảm ơn với công sức công sức của cha mẹ hai bên. Và sau đây xin được trân trọng mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên cha mẹ hai bên những ly rượu báo hiếu trong ngày cưới. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin trân trọng mời toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng rót những ly bia, ly rượu, ly nước ngọt trên bàn của mình ra, và sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc chú rể Ngọc Linh và cô dâu Minh Chi ngày hôm nay. Xin được mời cô dâu chú rể và đại gia đình ạ. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, quý vị để chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể ngày hôm nay. 1, 2, 3, chào, 2, 3, chào, 2, 3, chúc mừng. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng nâng những ly rượu hồng để chúc mừng hạnh phúc của dâu chú rể ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các vị khách quý, các liền anh liền chị chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say. Tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các liền anh liền chị chúng em có câu hát chúc diều. Na 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 na
những đứa nâng cốc để thay phiên nước chén điều gà sánh ra tới tiếng cuộc vào thời nay nghe nâng tiếng quý biết rừng gừng cay cay mặn xin đừng quên nhau. Chuyển lời cảm ơn của gia đình tới toàn thể các vị tân quý khách. Xin chân thành cảm ơn các vị quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình hôm nay để về đây chung vui cùng với gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Just